Kính chào toàn thể các bác và chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay thì em sẽ mang đến để giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ New Full Box các bác nhé. Đây, em mới bóc siêu ra. Hàng chiếc này mới về bên em và sẽ là một chiếc đồng hồ mới 100% tới từ Tissot chính hãng. Và đây là cái phiên bản được sale giá rất là tốt để các bác có thể trải nghiệm nhé. Bên em thì có cả đồng hồ mới để các bác lựa chọn, nhưng bên cũng sẽ lựa chọn những cái chiếc đồng hồ mà nó được sale với mức giá cực kỳ tốt để phục vụ các bác. Đó, chiếc này sẽ là một chiếc mới 100%, đầy đủ hộp sổ thẻ tác ở đây. Mã quốc tế của nó là T085.407.36.011.00, thép không gỉ, mã PVD, chống nước ở 33, bộ máy automatic và chúng ta sẽ có kính sapphire các bác nhé. Đó, một cái phiên bản 39mm mạ vàng hồng tuyệt đẹp đến từ Tissot. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ quay kỹ hơn để chúng ta có thể sẵn ngắm nhìn cái phiên bản đồng hồ này. Chiếc cát sơn này chúng ta thì sẽ có đường kính bề mặt là 39mm, cực kỳ dễ đeo, trang bị đầy đủ tính năng là lên cót tự động, lên cót bằng tay cũng như là dừng kim dây khi chỉnh giờ. Khi các bác rút núm ra như này để chỉnh giờ thì ngay lập tức là đồng hồ sẽ đứng lại các bác nhé. Đó, đó là chức năng hacking stop. Ok, chỉnh giờ xong thì các bác đóng núm lại để đảm bảo chống nước cho đồng hồ. Chiếc này được trang bị một lớp kính sapphire nguyên khối giúp cho khả năng chống xước rất là hoàn hảo. Cộng với đó là kính sapphire này cũng đủ độ trong trẻo giúp các bác quan sát toàn bộ những cái chi tiết hoàn thiện rất là đỉnh cao trên bề mặt dial. Ngoài ra thì ở size 39 cộng với cả một cái phần càng nối dây khá ngắn như này giúp các bác chỉ cần có cổ tay khoảng 15 trở lên là đã đeo đẹp chiếc đồng hồ này rồi. Và chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất là liền mạch cũng như là dễ tiếp cận, dễ nhìn giờ thông thoáng cho một chiếc đồng hồ sang trọng như này đến Tissot. Chúng ta sẽ có toàn bộ những cái chi tiết trên mặt số này đều được mạ vàng hồng các bác nhé, mang lại một cái điểm nổi bật và sang trọng trên mặt số của đồng hồ. Logo của Tissot vào năm ra đời là 1853. Chúng ta cũng sẽ có bộ máy mới nhất của thương hiệu Panasonic 80, triện dù Witmate, chứng nhận danh giá của một chiếc đồng hồ chính hãng tới Thụy Sĩ và ô lịch ngày quen thuộc ở góc 3 giờ. Đó, chúng ta cũng sẽ có hai phần của mặt số, phần phía trong là hoàn thiện bóng, còn phía ngoài chúng ta sẽ nhô ra một chút. Ở đây thì chúng ta sẽ có chứa những cái cọc số vạch, cọc số index được hoàn thiện nổi mạ vàng hồng và đặt rất là ngay ngắn trên mặt số của chúng ta, giúp cho chiếc đồng hồ cực kỳ dễ xem giờ nhưng cũng không kém phần sang trọng và đẳng cấp. Chúng ta cũng sẽ có phía ngoài cùng là một cái vòng outring vạch chia phút để giúp các bác xem giờ chuẩn đến từng giây một với chiếc đồng hồ này. Đó, đặc biệt chúng ta sẽ có một cái phiên bản bộ kim rất là đẹp mắt. Nó vừa to bản, nó vừa hoàn thiện bóng rất bóng bẩy, và nó hoàn thiện bóng vắt ở phía hai cạnh, tạo ra một cái điểm nhấn bắt sáng cực kỳ tuyệt vời. Kim dây sẽ có một phần điểm nhấn ở góc dưới cùng này, ở dạng giọt lệ rất là tinh xảo các bác nhé. Đó, ở phía đằng sau chúng ta cũng sẽ có thể quan sát toàn bộ cái bộ máy Panasonic 80 được hãng trang bị cho dòng sản phẩm này, với sử dụng 23 chân kính, hoạt động tần số động là 21.600 VPH, mang lại khả năng tích cót tối đa đến 80 giờ, rất là tuyệt vời. Chúng ta cũng sẽ có toàn bộ thông số của bộ máy như là kính sapphire nguyên khối này, dòng sản phẩm của Tissot làm hoàn toàn bằng thép không gỉ, mạ vàng hồng các bác nhé, và chống nước 33 và mã seri của sản phẩm. Với khả năng chống nước 33 như thế này thì các bác nên rửa tay đi mưa nhẹ nhàng thôi. Đi cùng với đồng hồ chúng ta sẽ có một bộ dây da size 19-18 đó của Tissot và một cái khóa cài zin của thương hiệu. Đó, đó là toàn bộ những cái thông số cơ bản của chiếc đồng hồ này. Ngay bây giờ thì em sẽ ướm trên tay để cùng các bác trải nghiệm về cái phiên bản này. Với cổ tay của em là 15,5 là có thể một cổ tay lý tưởng để fit những cái chiếc đồng hồ size 39 như này rồi. Đó, các bác trong khoảng cổ tay khoảng 15 đến 17. Đó, đeo chiếc đồng hồ này rất là sang trọng, đẹp mắt. Nó cũng không kém phần nam tính và mạnh mẽ nữa. Với cái phiên bản này thì hãng đã bán mới mức giá là hơn 22 triệu. Đó, nhưng mà bên em đang sale chiếc này cực kỳ tốt các bác nhé. Và em chỉ có vài chiếc thôi. Chiếc này thì em đang sale với mức giá chỉ hơn 10 triệu một chút. Đó, cam kết chính hãng, bảo hành 5 năm, hỗ trợ bảo hành trọn đời để các bác yên tâm chơi, lên tay và trải nghiệm mới 100%. Đó, các bác quan tâm có thể đến trực tiếp cửa hàng, lên tay trải nghiệm sản phẩm nhé. Các bác ở xa không có điều kiện đến với lên tay thì có thể liên hệ để em hỗ trợ ship COD, để các bác kiểm tra nhận hàng thanh toán tại nhà khi mà các bác chốt cọc cho em 10% giá trị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo.